Chào các bạn, hôm nay thế nào rồi? Uầy! À, sao nào? Này, các bạn có bao giờ thắc mắc năng lượng là gì không? Chà, đó là khả năng làm việc. Muốn biết nhiều hơn về năng lượng không? Đến đây, phóng to nào! Năng lượng có thể tìm thấy ở rất nhiều dạng. Khi bạn ăn, cơ thể tiêu hóa thức ăn và cung cấp cho bạn năng lượng để làm việc và vui chơi. Khi bạn đến trường, bạn đón nhận năng lượng mặt trời dưới dạng nhiệt và ánh sáng. Và khi về nhà sau buổi rong chơi, đèn đường dùng năng lượng điện để cung cấp cho bạn ánh sáng. Động năng và thế năng là hai dạng chính của năng lượng. Động năng là năng lượng đang chuyển động. Cảm nhận không khí xung quanh bạn đi chính là động năng. Đó là vì nó đang chuyển động. Thế năng là năng lượng tồn tại bên trong một vật thể. Nếu một vật thể không di chuyển và đứng yên, có nghĩa là nó đang có thế năng. Nó được gọi là thế năng bởi vì nếu nó chuyển động, nó sẽ chuyển động rất nhiều. Này, xem cái này đi. Nhìn quả bóng này nè. Ngay lúc này, quả bóng đang có thế năng. Nghĩa là năng lượng tồn tại bên trong quả bóng. Đẩy nó thử nào. Quả bóng đang lăn tròn. Chà, bây giờ thì nó đang có động năng. Giờ thì tôi sẽ nói một điều mà các bạn phải nhớ mãi đây nhé. Năng lượng không được sinh ra, cũng không bị mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, như cách động năng chuyển hóa thành thế năng. Cơ năng. Nếu một vật thể vừa có động năng, vừa có thế năng, đó được gọi là cơ năng. Quả bóng kim loại khổng lồ là một ví dụ hay ho. Khi quả bóng đứng yên, nó đang có thế năng. Và khi nó bắt đầu di chuyển, chúng ta đều biết nó đang có động năng. Và khi quả bóng chạm vào tường, chúng ta thấy vài hiện tượng xảy ra. Và đó chính là cơ năng. Năng lượng hóa học. Năng lượng này được tạo ra bởi các phản ứng hóa học khác nhau. Trong quá trình tiêu hóa, năng lượng hóa học được tiết ra khi thức ăn bị tiêu hóa. Năng lượng điện. Bất cứ khi nào có điện thì đó chính là năng lượng điện. Nhìn cái bóng đèn phát ra ánh sáng và nhiệt kia, chà, đó chính xác là năng lượng điện. Lực hấp dẫn. Đó là chuyển động gây ra bởi trọng lực. Ví dụ đơn giản là khi một vật thể rơi xuống đất vì lực hấp dẫn của trái đất. Thời gian cho mẫu tinh bụng. Thực vật sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời trong quá trình quang hợp. Chỉ 10% năng lượng trong một bóng đèn được sử dụng để tạo ra ánh sáng. 90% năng lượng của bóng đèn tạo ra nhiệt. Tình bạn của chúng ta cũng giống như năng lượng vậy, không thể nào bị phá hủy. Đây là tôi, thu nhỏ lại.